Dược liệu chứa tinh dầu. 1. Trình bày được định nghĩa tinh dầu. 2. Phân biệt được tinh dầu và chất thơm tổng hợp, tinh dầu và chất béo. 3. Nhận thức được các dược liệu chứa tinh dầu được đưa vào giáo trình. Cảm ơn. Phần 1. Đại cương và dược liệu chứa tinh dầu. Có thành phần chính là các dẫn chất monopectene. Định nghĩa. Tinh dầu là một hỗn hợp của nhiều thành phần, thường có mùi thơm, không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ, bay hơi được ở nhiệt độ thường, có thể điều chế được từ thảo mộc bằng phương pháp cất kéo hơi nước. Phân biệt tinh dầu và chất thơm tổng hợp. Tinh dầu có nguồn gốc thực vật, có tác dụng trị liệu cả về tinh thần và thể chất. Chất thơm tổng hợp hóa học và không có tác dụng trị liệu, đôi khi có thể gây đau đầu. Thành phần hóa học khá phức tạp, có thể chia làm 4 nhóm chính. Các dẫn chất của monopectene, các dẫn chất của septipectene, các dẫn chất có nhân thơm, các hợp chất có chứa NS. Tính chất lý hóa. Thể chất, đa số lỏng ở nhiệt độ thường, một số ở thể rắn, menthol, camphor, vanillin. Bay hơi ở nhiệt độ thường. Tỷ trọng, đa số nhỏ hơn 1, một số lớn hơn 1, quế, đinh hương, hường nhù. Ít tan trong nước, tan trong cồn và các dung môi hữu cơ. Độ sôi, phụ thuộc vào thành phần cấu tạo. Năng suất quay cực cao, tả tuyền hoặc hữu tuyền. Chỉ số khúc xạ, 1450 đến 1560. Rất dễ bị oxy hóa. Độ sôi, phụ thuộc vào thành phần cấu tạo. Một số thành phần chính trong tinh dầu cho phản ứng. Đặc hiệu của nhóm chức dùng để định tính, định lượng. Trạng thái thiên nhiên và vai trò của tinh dầu đối với cây. Tinh dầu được phân bố rất rộng trong hệ thực vật, tập trung ở một họ. Họ hoa tán, họ cúc, họ hoa môi, họ long não, họ sim, họ càm, họ gừng. Một số động vật cũng có chứa tinh dầu, hươu xạ, cả cuống. Tinh dầu có trong tất cả các bộ phận của cây. Lá, bạc hà, chàm, bạch đàn. Bộ phận trên mặt đất, bạc hà, hương nhu. Hoa, hoa hồng, hoa nhài, hoa bưởi. Nụ hoa, đình hương. Quả, sa nhân, thảo quả, hồi. Vỏ quả, cam, chanh. Vỏ thân, quế. Bỗ, long não, củ hương. Rễ, thiên niên kiện, thạch xương bồ. Thân rễ, vừng. Tinh dầu được tạo thành trong các bộ phận tiết của cây. Tế bào tiết. Ở biểu bì cánh hoa, hoa hồng. Nằm sâu trong các mô, quế, long não, vừng. Lông tiết, bạc hà, hương nhu. Túi tiết, chàm, bạch đàn, đinh hương. Ống tiết, tiểu hồi, hạt mùi. Trong cùng một cây, thành phần hóa học tinh dầu ở các bộ phận khác nhau có thể giống nhau về mặt định tính, tinh dầu vỏ và lá quế thành. Phần chính đều là aldehyde cinnamic. Khác nhau, tinh dầu gỗ vù hương, tinh dầu lá vù. Chế tạo tinh dầu. Có 4 phương pháp để áp dụng chế tạo tinh dầu. Phương pháp cất kéo hơi nước. Phương pháp chiết xuất bằng dung môi. Phương pháp ướp. Phương pháp ép. Tác dụng sinh học và ứng dụng của tinh dầu. Trong y dược học. Làm thuốc. Tác dụng trên đường tiêu hóa. Kích thích tiêu hóa. Lợi mật, thông mật. Tác dụng kháng khuẩn và diệt khuẩn. Trên hô hấp. Tinh dầu bạch đàn, bạc hà. Trên tiết niệu. Tinh dầu hoa cây Bazosma betulina. Tác dụng diệt ký sinh trùng. Trị run. Tinh dầu run, satonin, trị sán, thymol, diệt ký sinh trùng sốt rét, artemisinin, làm thuốc giải biểu, chữa cảm mạo phong hàn, quế chi, sinh khương, chữa cảm mạo phong nhiệt, cúc hoa, hoác hương, bạc hà, làm thuốc ôn lý trừ hàn, hồi dương cứu nghịch, thảo quả, đại hồi, tiểu hồi, đinh hương, sa nhân. Làm thuốc phương hương khai khiếu, xương bồ, xạ hương, cánh kiến trắng,
thuốc hành khí, hương phụ, trần bì, hậu phát. Thuốc hành huyết, bổ huyết, xuyên khung, đương quy. Thuốc trừ thấp, độc hoạt, thiên niên kiện. Kỹ nghệ thực phẩm. Làm gia vị, quế, hồi. Làm thơm bánh kẹo, mứt, vanilin, menthol. Pha chế rượu mùi, tinh dầu hồi, đinh hương. Sản xuất chè, thuốc lá. Thành phần hóa học. Trong quả chanh có chứa axit hữu cơ, axit citric, vitamin C, các hợp chất flavonoid, cyclo-flavonoid, pectin, tinh dầu, vỏ quả 0,5%, lá 0,09 đến 0,11%, tinh dầu lá chanh, thành phần citro A 24,7%, citro B 6%, boneol 5%, linalon 2,5%, linalilacetat 2,5%, benzaldehyde 6%, calophyllene 34,6%. Công dụng: dịch quả, pha nước uống giải khát, thông tiểu tiện, giúp tiêu hóa, chữa bệnh scorbut. Là nguyên liệu để điều chế axitric. Vỏ quả: làm nguyên liệu điều chế tinh dầu và flavonoid. Lá chanh: làm gia vị. Rễ chanh: tinh dầu gừng. Là chất lỏng không màu hoặc vàng nhạt. Có mùi đặc trưng của gừng, không chứa các chất cay. Thành phần chủ yếu: các hợp chất hydrocarbon septiketen, alpha-zinzibezen 35,6%, acucumen 17,7%. Các hợp chất ancol monotectenic. Công dụng: gừng tươi, làm gia vị trong bữa ăn hàng ngày. Để chế biến gừng mặn, mướp gừng, gừng đông khô. Gừng đông khô dùng làm chè gừng. Gừng khô làm gia vị, làm chất thơm trong kỹ nghệ thực phẩm và kỹ nghệ. Pha chế đồ uống. Tinh dầu gừng làm chất thơm trong kỹ nghệ thực phẩm và kỹ nghệ. Pha chế đồ uống. Cho vào nhựa dầu gừng để làm giảm độ cay. Nhựa dầu gừng làm chất thơm và cay trong kỹ nghệ thực phẩm và kỹ nghệ pha chế đồ uống. Trong y học cổ truyền, gừng tươi gọi là sinh khương, thuốc tân ôn giải biểu, tác dụng và kinh phế, vị, tỳ, có tác dụng phát tán phong hàn, chữa cảm mạo phong hàn, làm ấm dạ dày trong trường hợp bụng đầy trướng, không tiêu, khí huyết ngưng trệ, chân tay lạnh. Ngoài ra còn có tác dụng hóa đờm, chỉ ho, lợi niệu, giải độc, khử khuẩn. Gừng khô gọi là can khương, vị cay, tính ấm, tác dụng vào kinh tâm, phế, tỳ, vị, có tác dụng ôn trung hồi dương, ôn trung chỉ tả, dùng trong trường hợp tỳ, vị hư hàn, chân tay lạnh, đau bụng đi ngoài. Can khương tồn tính có tác dụng ấm vị, chỉ huyết trong các trường hợp xuất huyết do hư hàn. Thành phần hóa học: quả chứa tinh dầu 8-9%, quả mới thu hoạch có thể chứa 10-15%. Dược điển Việt Nam quy định hàm lượng tinh dầu không dưới 4%. Tinh dầu quả hồi là chất lỏng không màu hoặc vàng nhạt, mùi đặc biệt, vị ngọt, kết tinh khi để lạnh. Thành phần chủ yếu của tinh dầu quả: trans, anethol 85-90%. Công dụng: quả hồi có tác dụng giúp tiêu hóa, lợi sữa, giảm đau, giảm co bóp nhu động ruột, chữa ỉa chảy, nôn mửa, ăn không tiêu, bụng đầy. Trong đông y, vị cay, ôn, tác dụng vào kinh can, thận, tỳ, vị, có tác dụng ôn trung khứ hàn. Dạng dùng: bột hoặc rượu thuốc. Dùng ngoài: chữa đau nhức, thấp khớp, bong gân. Tinh dầu hồi